Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022, chủ trì hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban tổ chức diễn tập đã báo cáo kết quả công tác xây dựng hệ thống văn kiện khối A, khối B, văn kiện của huyện Yên Mỹ, Văn Giang trong các cuộc họp, các kế hoạch, bài phát biểu kết luận trong tất cả các cuộc họp, kết quả công tác xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định, khu vực thực binh A-A2, các nội dung khác và các kế hoạch bảo đảm của các sở ban ngành cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời, báo cáo công tác xây dựng thiết bị sở chỉ huy ở khu căn cứ chiến đấu, công tác bảo đảm khánh tiết, thi đua tuyên truyền hậu cần tài chính, đón tiếp đại biểu, phương tiện quân trang an ninh an toàn cho diễn tập đã hoàn thành theo đúng quy định. Để đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra an toàn đạt kết quả cao từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh, kiện toàn hệ thống văn bản các nội dung tập bài trong khung diễn tập, làm tốt công tác hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị, kiểm tra rà soát mọi mặt về công tác chuẩn bị trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tổ chức diễn tập chính thức. Tại hội nghị, các đơn vị liên quan cũng báo cáo những thuận lợi khó khăn và đề xuất phương án nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, đảm bảo y tế, thông tin liên lạc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ trước đến nay. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để vận hành cơ chế theo tinh thần nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10. Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Do đó, các lực lượng liên quan nắm chắc nhiệm vụ được phân công, thực hành diễn tập đúng theo chỉ định của Tư lệnh Quân khu 3 và của Ban chỉ đạo tỉnh, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phương án, người, phương tiện, vũ khí trang bị, hoàn thành tốt theo nội dung diễn tập đã đề ra.